Chào mừng chị và các bạn đến với kênh Hiền Trần TC. Ở hai video ngắn em có quay test cái máy đo khoảng cách của hãng Unite. Em đo vào ban ngày và đo vào buổi tối. Nói chung là hiệu năng đều ok. Cái máy này là phiên bản LM100A. Đây hộp thì nó đề là 120A. Thì cái này nó có phiên bản là 40, 60, 80, 100, 120. Thì em lấy loại này là bản 100. Đây, hộp này đây. Đó, tại vì em đang cần để đo công trình. Với máy đo này thì chắc có nhiều bác nói là sẽ không dùng mấy, nhưng mà khi mà các bác làm công trình giống như em là bên làm bên thạch cao ấy, thì dùng cái máy này rất là hữu ích nha. Tại vì không phải là em quay để review cái máy này, mà là cái này máy này chẳng qua là em mua để chống cháy thôi, chứ em đã dùng máy này, nếu mà nói về dùng máy đo em dùng cách đây cỡ khoảng 10 năm về trước rồi. Đây, nếu mà các bác không tin thì đây là máy của em này. Đây này. Đó, đây. Em đang dùng con này. Đây là con Leica. Con này thì có một bác cái mua mấy trăm ngàn đây, dùng không được. Xong cái thấy em có Leica này, cái kêu em đi mua dùng cho. Thì con Leica này của em là sao là đang không dùng mà là phải đi mua cái này. Thì vấn đề máy Leica này em mua khá lâu rồi, em mua của công ty Leo Quốc này ở trên Tân Bình ấy, mua năm 2015 này. Đây này các bác này, số 2015 đó, mà đến nay là 8 năm rồi mà vẫn sử dụng bình thường. Chỉ có một điều là nó bị đây này, nó đang bị kẹt cái bàn phím này. Đây, phím này nó đang bị đứt mặt cái này. Đó, hiện tại nó đang bị đứt mặt chỗ này. Đây, chỗ này. Đó thì em có liên hệ với công ty, thì công ty kêu là em là đem máy lên, người ta sẽ tháo cái bàn phím ra và gửi sang cho hãng. Các bác chơi đồ Leica sẽ biết, hàng Leica là sẽ khi mà muốn sửa chữa là sẽ phải tháo linh kiện ra, gửi sang hãng, hãng người ta sẽ gửi cho cái mạch mới về. Đó, còn cái này thì em tính sửa, một là sẽ mua ra tiệm điện thoại mua cái keo để gì ta, than ấy, để vẽ lại, nhưng mà anh kia một cứ đem cho hãng nó thay cho bàn phím khác, cũng phải rơi cỡ 500-600 ngàn đấy, tại vì cái máy này hết bảo hành rồi. Tại máy này người ta bảo hành đến 3 năm, mà cái này nó hết bảo hành, mình dùng đến 8 năm rồi vẫn sử dụng bình thường. Đây, nó chỉ có mỗi cái là bây giờ các nút này không bấm được, không bấm được cái nút này hết này. Chỉ đo thì vẫn đo bình thường như này. Đó, vẫn đo bình thường, các chức năng vẫn ok. Đó, đo vẫn ngon lành, nhưng chỉ có mỗi cái là bị kẹt, bị mất phím là do đứt ở đây. Thì trong khi chờ đợi cái máy này đi sửa, thì vì hôm nay em gửi đem máy đi sửa này, em đặt cái máy này về. Đó, đặt máy về thì chưa kịp bóc quay thì em phải đi đo công trình, và em đã kiểm tra cùng với máy này. Đó, thế nên là các bác yên tâm là em review cái máy này là thực tế. Là thứ nhất em đo, đã so sánh giữa hai máy, em đã dùng máy và so sánh hai máy thì thấy là kết quả của hai máy đo là chính xác này, như nhau. Đấy, là một này. Đây, em đo mở lên cho xem. Đây, khi mà đo nó sẽ tính từ cái đít này. Đây, ví dụ tính từ đít này, máy này đây, máy này đo này. Cái máy này đang bị lỏng chân pin. Đó, cái này là 065. Đó, 065. Đấy, rồi mình cầm này nhiều khi nó còn dịch ra gì đâu, nhưng mà đo này, còn hoặc là để dưới đất này, đo chống lên trên là chính xác. Thứ nhất là cái máy này muốn chia sẻ với các bác luôn là khi các bác sử dụng cái máy đo này thì mình biết một chút, tức là mình cầm cho chắc tay như này. Nhiều bác cầm máy cứ rung này, cái điểm laser nó tiếp xúc ấy, không tiếp xúc được phải cầm chắc tay, hoặc là phải có điểm gì cố định. Đo gần ấy thì không sao, mà đo xa là phải cố định cái máy lại. Đấy, thứ hai là mình xác định được cái điểm laser này. Đó, ví dụ như mình cần đo từ đầu này tới đây thì cái máy sẽ đặt từ đây, và đầu này là đầu kết thúc này. Đây, như cái hộp này đó, bảo nó 18 cm. Thì cái vấn đề là vì sao em lại muốn chia sẻ với các bác, em thấy cái máy này giá thành khá rẻ mà lại hiệu quả tương đương với con máy hàng của Đức này. Đấy, cái này cũng là một thương hiệu nha, thương hiệu Unite này là chuyên về sản xuất những các thiết bị là đo điện này, rồi ampere kìm các thứ, về cái thiết bị đo lường ấy. Là cái hãng này cũng khá nổi tiếng. Nhưng cái dòng mà LM100A này, là cái máy này là xuất sang thị trường châu Á nhỉ. Còn thị trường châu Âu ấy, thì người ta thường là chỉ là 100 thôi, không có A. Thì nó sẽ có thêm chức năng nữa, là đây là cái thăng bằng ấy. Nó có cái livo lên báo độ nghiêng ấy. Còn cái này thì nó là cái livo bằng thức thủy này. Thì em đã đo 2 ngày, kiểm tra đi làm công trình, đo các số đo các thứ, thì cái máy này nó hơn ở cái máy này, cái là nó có bộ nhớ lưu được đến 90 số, thằng này chỉ lưu đến 20 số thôi,
tại bây giờ không thể bấm được. Đấy, nhưng mà đây, tại vì cái này, em nó bị lắm pin. Đây, em đang dùng pin con thỏ đúng ra đây này. Bữa em dùng cái pin này, các bác dùng máy đo hay cái gì ấy, các bác mua cái pin này này. Đây cái pin em hay sử dụng pin này. Trước thì dùng pin sạc, nhưng mà dùng pin sạc thấy nó giá thành nó mắc quá, mà thật ra cũng không hiệu quả. Tại vì mình cũng về sạc thì thời gian nó kém. Cứ mua của pin thường này, nhưng là pin xịn. Pin này không là có một cặp này là 30k nữa. 30k một cặp này. Ở trong đó cái pin này 30k một hộp luôn. Đó thì các bác biết là giá thành nó một cặp này không đã nhỉ. Đó thì em hay dùng loại pin này. Thì cái máy này em không dùng nữa thì nó đang cho cái pin này và đem test để cho các bác coi thôi. Đó, cặp pin này là em mới mua về để chuẩn bị thay cho cái máy này. Đó, thì mình sử dụng nó hiệu quả hơn, nó không đẻ, nó không bị cháy nước nha. Đấy em dùng đến 8 năm nay mà các bác biết rồi. Này, các chân pin vẫn ok này. Các bác nhiều bác sử dụng máy và tháo ra chân pin nó xét xịt luôn. Mà do cái chiếc pin ấy, pin đẻo. Dùng cái pin đẻo này nó sẽ cháy nước, nó sẽ vào chân pin, xét chân pin nó vào mạch là hư. Đó. Rồi ok đây. Đó. Đó ok, nó sẽ khi đo nó sẽ lưu ở trong này, nhưng mà cái nút này bị hư này. Hư rồi, này đẻ không sẽ tự tắt. Đấy, thì cái máy này em đã sử dụng và thấy là khá là ok. Thứ nhất là mình đo ban ngày, đo những thời tiết nắng á, vẫn dùng được, và đo ban đêm đo ok. Đó, em đã đo test đến phạm vi là 80m rồi, vẫn đo được ban đêm, đo bình thường. Nhưng mà đo xa thì các bác phải cố định, ví dụ như đo xa là cái máy các bác phải để yên như này. Ví dụ như đo xa như này, bật lên như này, các bác phải để yên như này. Đó, cố định cái máy lại thì là nó sẽ đo nhanh và chính xác. Chứ còn nhiều khi mình cầm tay ở xa thì cái này nó rung này, để các bác thêm. Khi mà mình ở ngắn này, mình rung này nó đã một mất rồi. Còn khi ra xa thì độ rung của cái laser nó sẽ dài hơn. Đấy. Thì cái máy này có những chức năng gì? Thứ nhất là đo mét vuông này, đây là mét vuông, mình đo hai cạnh. Đây, ví dụ như đo một cạnh này, đây. Đấy, cạnh này là 18 này, cạnh này thì ngắn quá này, cạnh này sẽ còn đo được không? Ngắn quá nó cái laser nó bị phản. Sát đầu quá thì mình phải chuyển laser lên đầu này, thì mình tính từ đầu máy này, đó. 18, 12 thì cái hộp này của nó là 0,02 cm², cái hộp này. Đó, còn đo mét khối này thì đo trên xuống dưới là mét khối, thì là mét khối đây, là đo mét khối này, đo 3 chiều. Đây em sẽ tính từ cái đầu này đi, này ví dụ như cái này đi, này, đây, 17 này, do mình không chính xác ở cái này, đấy, đó, 12 này, chiều cao này, chiều cao 0,6. Đó, cái mét khối này nhỏ quá, số nó nhỏ quá, nó không tính được ra mét khối, nó không thì mình phải chọn cái số phẩy này, nó lớn lên chút thì nó sẽ ra là cái phẩy này, nó không mấy này, nhưng mà nhỏ quá thế mình đo mét khối thì mình đo diện tích lớn đó. Rồi đo góc này, tức là xác định chiều cao, thay vì bây giờ là các bác từ đây này đo đứng từ xa, ví dụ như là em đứng ở đây đi, đây em đứng ở chỗ này, mà em muốn biết được cái máy hàn này từ đây xuống đến đây nó cao bao nhiêu, thay vì em phải đi ra đây đo này, thì mình sẽ phải đo thế này, đo từ dưới này, đây đo này, xong rồi cho máy xuống dưới này, đó, nó sẽ xác định được cái này từ đây đến đây, đó, 16, thì mình phải cho cái máy cố định lại. Thì đo nó sẽ đo cái cạnh này cao này, chiều cao gián tiếp. Còn cái máy này nó hơn cái, nó có được đo được chiều ngang gián tiếp, tức là như máy này ngày xưa là hoạt động bình thường sẽ đo được từ đây qua đây đó, thay vì các bác đứng từ đây này mà muốn đo từ đây qua đây bao nhiêu á, thì là cái máy này làm được. Nó phải có cho lắp cái chân này, mình cho giống như cái chân quay phim, bấm đầy phát nó sẽ cho biết cái cạnh này, rồi mình muốn biết cạnh này thì bấm đầy phát nó sẽ cho cạnh này, thì máy này nó xịn hơn. Tất nhiên là giá thành nó sẽ cao, cái giá em sẽ nói sau. Đó, đo chiều cao gián tiếp. Rồi cái này cũng thế này, cái này nó cũng đo chiều cao này. Ví dụ như máy mình ở trên cao thì mình muốn đo, mình đang trên cao như thế này, mình muốn đo cũng đo như này, thì mình sẽ bấm đây và đo lên đây, nó tính cái chiều cao của thằng này. Đó. Rồi mình đứng giữa. Đây cái ô đây. Cái biểu tượng này thì mình đứng ở giữa này. Mình muốn đo được cái thằng này thì mình phải đo từ đây xuống đây, xác định 3 điểm sẽ đo được cái chiều cao này. Đó là cách đo chiều cao. Rồi đo chiều dài, rồi mình rê thay rê như thước kéo này các bác này.
tôi sẽ kéo này, mình kéo đây này ra đây 60, giờ mình muốn kéo đây ra đây, mình muốn đánh dấu chỗ này là 60 đi. Đó thì cái thước kéo này mình biết đây 60, thì cái thước này có làm được không, thì thước này vẫn làm bình thường nhé, mọi thước thước nào cũng làm được hết đấy. Này, giữ yên này, mình giữ yên cái thước này đó, đây này, nó rê này. Các bạn xem đây, nó rê này. Đây, này rồi cái này về nó đây đây đi, nó vướng dây điện quá đây. Đây, này cho các bác dễ hình dung này. Đây, từ đây đến cái đầu này của em này là 21 rồi, à đến cái đít này 21 này, có thể đây 21 này. Rồi 21 này. Về đây là 18 này. Đó, 18 này. Tương xứng này. Khá ok nha. Nói chung là độ chính xác cao so với lại máy này đã test rồi. Bây giờ sẽ cùng test cho các bác xem hai cái máy này. Đây, đo cùng vị trí này. Nha. Cùng vị trí này cho các bác xem được cái độ chính xác của nó. Đây, cái cửa hộp này để cho chính xác chút này. Đây, đo này. Cái này lắm chân pin quá. Rồi cái này em sử dụng thời gian lâu quá đây. Cái như cái pin này nó kém nữa. Đây. Cực kỳ chính xác nha, đã test rồi chứ không phải không. Đây, video muốn quay thực tế cho các bác xem thôi. Rồi, 28 này. Thằng này này. Rồi 28 này. Đây, hai số y chóc nhau luôn. Chung là hai cái em đã so sánh rồi. Đây, video này muốn quay lại thôi. Thì với cái giá máy này nó chỉ bằng 1/10 con máy này thôi, mà 8 năm trước thì các bác biết là em mua cái máy này là nhiều tiền, thì các bác đã thấy khủng chưa. Thì cái máy này thì hiện tại cái giá của trên sàn thương mại người ta đang bán là cái giá là 730.000, tiền ship nữa là khoảng 750. Thì em mua em được voucher cái thứ thì nó chỉ có là 672.000. Đây đó, mua từ tại shop, chính cái shop của cái hãng này luôn này. Đây, thì trong hộp sản phẩm sẽ có những cái gì? Đây, trong hộp sản phẩm nó sẽ có máy đựng trong cái hộp này, nhấc ra này, để tặng thêm cho cái túi này. À, cái máy này nó không kèm pin nha, các bác mua là tại vì hàng Trung Quốc gửi về đây nó không có pin, vì vấn đề là gửi đồ qua hàng không. À, sẽ có cái túi đựng này, khá đẹp nha, túi này để dắt hông này, rút dây nịt này, nhỏ gọn. Nói chung là máy này em thấy là nhẹ hơn con máy này, và nhỏ gọn, mà đo lại chính xác, đo tốc độ đo cũng y như này. Và đặt về đây phiếu này, nó hãng làm chi tiết ghê ha. Phiếu này em xin lỗi các bác, em phải tra qua thông tin một chút nha. Đây chính cái người bán hàng này, Unite Upson bán cho Hiền Trần TC này. Đó rồi, phiếu này, đây, phiếu này giá trị gia tăng đầy đủ này, 670 mấy ngàn này. Phiếu này, sách hướng dẫn này. Đây, quay video về em cho các bác xem sách hướng dẫn này. Sách dẫn bằng tiếng cái thẻ tát này, tiếng sinh dẫn bằng tiếng Trung này, rồi lại có thêm cái giấy bảo hành nữa này, đây phiếu bảo hành hi chen này. Đó, đây là của shop, người ta muốn mình có thể ok có thể đánh dấu 5 sao cho shop này. Đây, phiếu bảo hành này. Đây hóa đơn này, đây có thể hóa đơn này. Hiền Trần TC này. Người ta in hẳn trên này luôn à, quá chi tiết này. Hiền Trần TC, số điện thoại của em đó, mua giá 672.000 là cả tiền ship về đây luôn rồi. 672.000 với cái máy mua năm 2023. Và các bác biết cái máy này mua năm 2015 là bao nhiêu? 6.800.000 cái máy này. Đó, của Leica thì các bác biết dùng đồ Leica thì giá nó sắc đắt sắc ra miếng, mà đúng thật. Xài 8 năm này vẫn ok. Chỉ duy nhất là do em đây này, ngày trước á, là em hay bỏ cái này vào cốp xe này. Thứ hai là đi mưa, máy này chống nước thì nha, lúc trước em dùng nước vô tư, nhưng mà dạng thời gian đó mình đi mưa, xong rồi đi mưa, các bác đi mưa thì không sao, nhưng các bác bỏ vào túi ấy, cái giỏ sách ấy, nó ẩm ấy, nó làm cho có một lần hấp hơi đây làm cho mục cái ron này, làm cho đứt cái dây đây, đứt dây thôi này. Đây, nhìn rõ đứt dây, nhưng mà dây này không hàn được, bị chết này. Này nó bằng nhựa mà nó quét bằng dẫn bằng chì bằng than ấy, thành ra là không chữa được. Thì anh công ty này anh kêu em là gửi cái máy lên đó, thì nói chung thời gian sửa chữa thì mất khoảng tầm lòng vòng từ 30 ngày đổ lại, nên lâu quá. Thì em trong khi chờ đợi nay đi gửi cái máy này sửa, thì em mua cái máy này về dùng thấy khá ok, nên em quay video chia sẻ cho các bác quay tham khảo.
Bác nào có muốn nhá ý mua máy này thì có thể em để cái đường link của cái shop này ở dưới, thì giá các bác sẽ căn vào voucher thì nó sẽ giảm giá, mua được cái giá là 600 mấy ngàn, còn không là 730 ngàn, tiền ship nữa là 750 về Việt Nam. Thì cái dòng này em thấy dùng khá ok. Này nó có cái bản mới nữa là cái màn hình màu, nhưng mà em thích cái kiểu màn hình này, khả năng nó bền hơn, còn màn hình màu thì chưa chắc đã bền. Em thấy màn hình này là như cái dòng này là thấy bền. Đây còn em hay thế này thì các bác biết này, đó cũng mấy trăm ngàn đây này, nhưng mà 300-400 ngàn này, đó đo bình thường đo vẫn ok, đó vẫn đo ok, số đo thì nó không chính xác như thằng này lắm, nhưng mà đo vẫn ok. Thứ hai ấy, là con này này, khi mà đo ngoài trời là đo không được. Đây thì ví dụ như em quay cho các bác xem, em đo ra ngoài kia nha. Đây này, đây này, cái này này, đây cái này, quên đây, đường này ra đây, em đo ra ngoài kia này. Đó bình thường này 5m4 này, cái máy này là 5m4, cái này đo được này, đây đo được. Nhưng mà ra ngoài ngoài nắng á, cái ánh sáng nắng hẳn á, không đo được, và buổi tối cái máy này không đo được luôn. Nói chung máy này là sử dụng trong nhà, trong môi trường trong nhà bình thường ấy, là đo ok, chung là cũng đo được, chứ độ chính xác thì nó không thể bằng những con này, nhưng mà chung là để đo kiểm tra các thứ thì cũng ok, chứ không phải là không đo được. Giá rẻ thì giá rẻ nhưng mà cũng vẫn đo được bình thường. Giá những cái dòng máy này trên thị trường đang bán 300-400 ngàn đó, nhưng các bác bù thêm tiền mua con máy này thấy khá ok. Để các bác mua cái bản 100 này là vừa tầm, bản 40 thì nó lại hạn hẹp quá. Nói chung là đo trong nhà thì chỉ tầm để mà nói là sao được, thì đo 100 hay là 40 hay 60 đó, thì theo em thì thật ra mua cái bản 40 cũng được rồi, nó cũng rẻ tiền, nó khoảng 400-500 ngàn, nó rẻ tiền. Nhưng mà nhiều khi mình muốn đo, ví dụ như là đo nhà xưởng á, thì mình cần cái diện tích nó dài thì mình nên mua nó khoảng tầm 100 là ok rồi. Chứ còn dài quá thì mình sẽ không không nhìn thấy cái điểm laser này, xa quá mình không điểm nhìn cái điểm laser này. Khi mà các bác mua cần đo xa thì các bác phải mua cái máy nó có cái màn hình màu, nó có camera đây này, nó sẽ nhìn được. Đó như cái dòng mà của Leica này nó có camera, nó rơi vào mười mấy triệu á, khoảng tầm 14-15 triệu một cái thời điểm đó. Đó cái này bây giờ máy này như bây giờ hiện tại bây giờ thì như là không còn hàng, nhưng mà giá nó cũng đang vừa rơi vào cỡ khoảng 6 triệu mấy. Tại dòng Leica thì giá nó không bao giờ nó xuống nha. Các bác chơi Leica thì các bác biết, đúng phải nói đắt sắt ra miếng. Xài 8 năm nay vẫn ok. Đấy, nó vẫn đo được, nhưng mà bây giờ nó không không chỉnh sang được cái đo mét khối, nó đo được mét vuông, nên là nhìn không quay được, với hai là không nhớ được số lưu. Còn cái máy này thì ví dụ như mình đo, ví dụ em đo này. Đây những cái số em lưu đây. 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 Đây những số đo em lưu đây. Đó số 3 lưu này, số 4 lưu này, số 5 lưu này. Đó này, số 2 lưu được 6 mét này. Số 3 này lưu là mét vuông này. Đó, nó sẽ lưu lại, nó lưu đến 99 số. Thì cái máy này mỗi lần đo thì mình sẽ phải lưu như này. Đây về cái chế độ đo cho các bác xem này. Ví dụ như em lưu muốn đo cái thằng này diện tích từ đây 51 này cộng với 53 này, nó sẽ diện tích nó sẽ là 0.27. Các bác muốn lưu thì phải bấm nút này giữ yên 3 giây và nó sẽ lưu lại là cái bảng lưu này, lưu số 6 này. Đây mình sẽ xem số 6 này, số 6 cái lúc nãy này. Đó, sử dụng khá ok. Đấy, video này muốn quay chia sẻ cho các bác quay tham khảo về cái máy đo khoảng cách này. Đấy, đừng link sản phẩm này mua trên Lazada em sẽ để dưới cái video này. Rồi, một lần nữa Hiền Trần xin cảm ơn các bác đã quay video này. Nếu thấy hay để chia sẻ cho người thân bạn bè cùng xem, đăng ký kênh sẽ làm video chia sẻ thêm. Vâng, xin chào, gặp lại các video tiếp theo.